cứ tạm thời nhá, là để nó ở đây một hôm thôi, rồi chúng ta sẽ làm một cái tờ rơi trong đó ghi số điện thoại của nhà mình để dán vô cái gốc cây ngoài phố, thế nào chủ nó đi ngang mà thấy á sẽ gọi điện cho mình và tới đây nhận nó về. Điều mà quan trọng nhất là không được thân thiết với nó, vì nó không phải là của mình. Bố, nhưng mà con ôm em ý được không? Ôm thì ôm nhưng không được đặt tên cho nó, hiểu chưa? Con hiểu rồi. Nào đi với chị nào, Milu Milu. Nếu như chúng ta thực hiện theo cái kiểu này thì chúng ta đã đánh mất đi cái tinh thần vốn có của công ty lâu nay mà tôi với ông đã cất công gây dựng, đúng không? Đúng đúng đấy con gái ạ. Con có những biểu đồ rất là ấn tượng, nhưng bố lại luôn nghe theo những cái dự cảm rất đúng của chú Mạnh trong những quyết định quan trọng. Hóa ra là trước giờ bố toàn nghe theo lời chú Mạnh thôi ạ. Thế dự cảm của chú Mạnh thì con nói cho bố biết rằng là bố nên vắng mặt trong lễ tốt nghiệp của con không bố? Ôi! Ôi! Cái mũ của bố này! Cái gì thế này? Ôi! Trời ơi! Chết rồi, cái mũ của bố. Mẹ ơi, đây là cái mũ mà đồng bào người Mông trên Sapa tặng bố đấy ạ. Bố sẽ tức lắm đây nhá, Milu nhá. Nhưng mà thôi, mẹ không quan tâm bởi vì cái cậu Milu này đáng yêu quá. Chết rồi mẹ ơi, con quên mất là con bị dị ứng. Con quên mất điều bác sĩ đã dặn với mẹ là con có thể bị ngừng thở bất cứ lúc nào. Thật ra là... tại em ấy nhá, Milu hư lắm. Bố sẽ rất buồn đấy.